sau nhiều lần chấn thương quá thì mình là một người trẻ, mình cũng chưa có gì cả, rất là nản. Nhiều khi mình muốn buông xuôi. Mình hay liên hoan ở đây à? Dạ, hay liên hoan ở đây, kể cả đội khác, anh em đội khác đến thì cũng hay dẫn ra chỗ này. Và nó cũng khép kín. Nhìn cái đồ nó rất là tươi và ngon. Chín đưa em ơi. Em chào mừng anh ạ. Hùng ơi, dạ, xin phép anh thử trước nha, xem có độc không. Dạ vâng, anh cứ dùng ạ. Nếu mà ăn đúng kiểu Hàn Quốc, đồ nướng là phải nhai kiểu. Út, sức rụng, hồng má. Dạ. Hồi anh thấy em được gọi lên tuyển ở U22 ấy. Trong đội tuyển đấy thì em thân nhất ai? Người bạn ấy. Thì đợt đấy em chơi cũng nhiều, nhưng mà để mà nói thân nhất thì ở cùng phòng cùng là Triệu Việt Hưng. Nếu mà nói về chơi bóng trên sân thì cũng hợp. Tính cách ở ngoài sinh hoạt thì cũng hợp. Rất là hợp với nhau. Đúng rồi. Đấy là về những cái người bạn trong đội, chứ còn với huấn luyện viên Park Hang-seo thì sao? Thầy cũng không mất lòng ai cả. Em kiểu cũng tình cảm rồi truyền đạt đúng không? Viên rồi là giỏi và kiểu sinh hoạt bên ngoài thì thầy như kiểu một người cha. Hồi bé anh nghĩ là anh là một vận động viên cầu lông, nhưng mà cái chân bên phải này của anh phẫu thuật 8 lần. Anh có hai xương là xương chính, xương mát, thì anh đã cắt hết một cái xương mát này rồi. Thế là cả một cái ước mơ làm vận động viên của anh lúc ấy nó tan vỡ. Thì chính là một ngày đẹp trời khi mà bố anh mang một cái đài cassette về ấn một cái vở diễn của chú Xuân Hinh. Thì lúc đó anh bắt đầu anh mới nghĩ anh là diễn viên. Thì anh những cái khoảng thời gian đấy nó là những cái khoảng thời gian anh nghĩ là rất là tồi tệ với anh. Thì chắc chắn em thế, anh có tìm hiểu về em thì anh thấy em có một cái đôi chân cũng pha lê đấy. Sau nhiều lần chấn thương quá thì mình là một người trẻ, mình cũng chưa có gì cả, rất là nản. Nhiều khi mình muốn buông xuôi. Thì về gia đình cũng may là có bố mẹ yêu cái môn bóng đá này và rất muốn em là trở thành một cầu thủ. Có nghĩa là gia đình, gia đình luôn ủng hộ, gia đình luôn sát cánh ở bên cạnh. Thế còn bạn gái thì sao? Bạn gái thì bí mật này. Em thì em đang cô đơn. Nhân đây em cũng muốn thông báo là em đang cô đơn. Ăn thịt nhiều đi, ăn nhiều bò vào cho cơ nó chắc này này. Ok. Ôi anh thấy đủ ở đây. Ăn suốt từ trưa đến giờ, ăn no căng hết cả bụng rồi. Thôi cảm ơn em ra nhá, anh về khách sạn nghỉ ngơi đấy nhá. Từ từ đó, anh đi đâu mà vội thế? Cái gì nữa? Anh còn nhiều món ngon lắm. Đi với em.